Vì tái sanh chỉ có trọng nghiệp, chứng đắc thiền và ngũ nghịch đại tội mới có thể vượt qua được nghiệp tạo ra ngay giây phút lâm chung. Vì sao nghiệp tạo ra giây phút lâm chung lại có oai lực như vậy? Quý vị có một cái hiểu lầm, đó là cái gọi là cái cận tử nghiệp đó, nó là quả của nghiệp chứ nó không phải là nhân của nghiệp, nó là nghiệp quả chứ không phải là nghiệp nhân. Tức là sao? Cái quả nó trổ. Ví dụ như là ngày xưa mình có giết một con gián chẳng hạn. Cái quả nó trổ á, và lúc cận tử tự nhiên là mình thấy con gián, thí dụ như con gián nó bò trong miệng mình á, mà cứ ú ớ, mình không có cử động, không nói năng gì được hết. Đấy. Thì đó là quả của nghiệp. Và cái quả đó nó dẫn mình đi tái sanh xuống cảnh khổ. À. Hoặc là cái hồi xưa một cái ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó, mình từng đem một cái nắm gạo, một cái nắm lúa mình cho chim ăn. Tự nhiên cái lúc cận tử đó, cái quả nó trổ. Của từ năm nã năm nào á, năm đợt này tự nhiên cái quả nó tới lúc nó trổ. Cái gì thấy trời, chim nó bay đầy trời á, mà chim mà giống như là chim ở trên trời vậy đó. Rồi giống như là tiên nữ rồi tán hoa nó bay. Đó, quý vị tự nhiên nhớ lại cái quả cũ. Quý vị hoan hỷ, quý vị sung sướng quá, quý vị đi lên. Đó là cái quả của nghiệp chứ không phải là cái nhân. Cái nhân và cái quả chúng ta phải phân biệt. Do đó cái việc, ngay cả cái việc là chúng ta tạo ngũ nghịch đại tội hoặc là chúng ta chứng đắc thiền định thì nó cũng là quả của nghiệp. Nhưng mà do cái quả của cái trọng nghiệp á, như là ngũ nghịch đó, thì nó ám ảnh ghê lắm. Chứ có lẽ quý vị chưa bao giờ làm một cái phạm tội ngũ nghịch. Đương nhiên bản thân sư trong kiếp này sư cũng chưa có phạm. Nhưng mà sư tin là có một số cái tội ác á, mà nó mang cái tính chất ám ảnh. Nó ám ảnh trong suốt một đời của mình á, chứ không phải là nó ám ảnh chỉ trong giây phút cận tử thôi. Vì lý do đó cho nên là cái chuyện là cái trọng nghiệp là nó khiến cho mình phải đi lên hay đi xuống theo cái trọng nghiệp đó. À. Còn ngoài ra đó, thì quý vị biết rồi mà, quý vị biết do nó trổ vào cái giây phút cận tử cho nên nó sẽ quyết định cái đường mình đi lên hay đi xuống. Nhưng mà nó không nói lên điều gì cả. Bởi vì chúng ta ngoài cái chuyện là cái nghiệp mà tái sanh á, chúng ta còn có một nghiệp, đó là cái nghiệp bình sanh. Giống như cái chuyện mà quý vị có một cái vé đi đến một cái quốc gia nào đó, thì cái vé đó nó chỉ đơn giản, nó không có bao nhiêu tiền hết. Ví dụ như cái vé qua Mỹ, qua vé Canada, vé qua Úc, vé qua Nhật, rồi vé qua thậm chí vé đi châu Phi, vé đi cái xứ Cà Răng Căng Tay gì đó, thì nó cũng là một cái vé. Bản thân cái vé đó thì có thể nó nhiều tiền, có thể ít tiền, nhưng mà nó không là gì so với tổng tài sản mà mình có, cái tài sản mình có thể đem theo, cái kiến thức mà mình có trong đầu. Chính vì vậy đó, đi đến cái nơi đó rồi mình có thể tiếp tục ở lại cái nơi đó được hay không là do mình. Cái vé đó nó chỉ là một phần thôi, nhưng mà sau đó còn lại là tài sản của mình, cái trí tuệ của mình nó sẽ quyết định. Đừng nói nhiều người qua Mỹ sướng. Nhiều người nói cái Mỹ là xứ thiên đường, nhưng mà xin hỏi ở Mỹ có người vô gia cư hay không? Ở Mỹ có cái người mà bệnh chữa được nhưng mà vì không có tiền mà chịu chết có hay không? Đương nhiên ở Việt Nam cũng có, sư không nói là ở Việt Nam không có mấy chuyện đó. Nhưng cái vấn đề sư nói ở đây là gì? Đó là cái chuyện mà anh có cái vé, anh đi ở chỗ này, anh đi chỗ kia, nó chỉ đơn giản là cái vé thôi. Mà qua bên đó anh như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào cái tài sản, cái trí tuệ của anh. Cũng vậy, cái chuyện mà chúng ta cái cận tử nghiệp á, chúng ta đi lên hay đi xuống, tới đó là xong.
Nhưng mà khi chúng ta ở cái cảnh giới mới đó đó, chúng ta như thế nào? Sướng hay khổ là do cái nghiệp mà bình sanh chúng ta đã tạo. Sư nói ví dụ như ngay cả các cảnh giới xa đọa như là sanh làm loài thú đi, cùng sanh là một con chó, nhưng mà có con chó đó nó bị ghẻ lát, nó bị người ta ruồng rẫy, nó sống dưới gầm cầu, nó ăn toàn đồ dơ và nó chết trong cô đơn và đói lạnh. Cũng có con chó nhưng mà nó ăn là toàn là thịt bò bít tết không, ăn ăn sướng hơn mình nữa, ở là có người hầu kẻ hạ, có người tỉa móng chân, có người đánh răng, có người tắm rửa cho nó, có người chăm sóc sức khỏe cho nó mỗi ngày, còn sướng hơn con người nữa. Và người ta gọi nó là thú cưng, và thậm chí có người làm công cho nó và kêu nó là ông chủ. Thì quý vị thấy cũng là con chó đó mà nó không có giống nhau, cũng cái loài sa đọa mà cũng không có giống nhau. Cho nên cái nghiệp tái sanh là một chuyện mà cái nghiệp bình sanh lại là chuyện khác. Cũng sanh về cõi trời, cũng sanh về cõi trời, có người đó sanh về đó đền đài lầu cát tha hồ thưởng thụ ha, mỹ nữ thành đàn ha, vườn hoa rồi ăn uống là vui chơi, tha hồ vui chơi. Nhưng có người cũng sanh về cõi trời đó hết là ông tiên lang thang, không đền đài lầu cát, không quyến thuộc, không tài sản, không một cái gì hết, chỉ vừa đủ sanh về cõi trời mà thôi, xong rồi. Khác nhau rất là nhiều. Cho nên cái nghiệp cận tử đúng là nó quan trọng, nhưng mà cái nghiệp bình sanh cũng vô cùng quan trọng. Đấy.